làm ơn, hãy tha cho lão già nghèo này, làm ơn, thưa ngài SCP-582, không, không, thưa ngài Slenderman, không. Đó là những lời cầu xin cuối cùng của người đàn ông nghèo này. Và rồi, nhân vật bí ẩn kia là ai? SCP-582 hay sao? Đúng rồi đó, ngày hôm nay mình sẽ làm một câu chuyện về SCP-582. SCP-582 là một thực thể. Hắn ta được tạo ra bởi suy nghĩ và trí tưởng tượng của con người. Sau đó, nhờ sự tương tác của con người, hành động của hắn sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà tại sao lại có liên quan mật thiết đến trí tưởng tượng của con người chứ? Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái sự bí mật đó nào. SCP-582 khởi nguồn bắt đầu từ nhà văn này. Ông ấy đã rất là già rồi, nhưng mà ông ấy chưa có tác phẩm để đời nào cả. Và rồi, ngày hôm nay ông ấy đã quyết định tạo ra một sản phẩm để cho nhân loại biết đến ông ấy. Ông ấy đã nhanh chóng ngồi xuống máy tính, bắt đầu gõ. Người đàn ông già này cũng đã có rất là nhiều tác phẩm. Tác phẩm của ông ấy là mô tả hiện thực của đời sống. Tuy nhiên hầu hết tác phẩm của ông ấy chẳng thể nào gây chấn động cho thế giới cả. Nhưng mà lần này ông ấy quyết định thay đổi mục tiêu của mình. Ông ấy sẽ tập trung nội dung và rồi tạo ra một nhân vật có khả năng đặc biệt. Ông ấy đã bắt đầu mô tả nhân vật thân thuộc của mình. Một nhân vật cao 2 mét với bộ áo vest đen. Và rồi nhân vật ấy có một khả năng đặc biệt, có khả năng di chuyển trong không gian và thời gian. Nhưng mà lúc đầu, ông ấy đã tạo ra nhân vật này với mục đích là giúp đỡ, với mục đích là tạo ra sự bí ẩn trong câu chuyện của mình, không hề làm ác chuyện gì cả. Phần đầu tiên đã được ông ấy hoàn thiện, ông ấy nhanh chóng đăng lên diễn đàn. Nhưng mà thật không ngờ, rất là nhiều người đã vào xem. Câu chuyện của ông ấy đã được lan tỏa, nhưng mà có một vấn đề lớn. Ông ấy đã già rồi, ông ấy không còn sức trai trẻ để có thể viết chuyện ngày đêm nữa. Ông ấy cảm thấy mệt trong người và bắt đầu đi vào phòng để nghỉ dưỡng. Nhưng mà khi ông ấy bước vào trong căn phòng của mình, ông ấy cảm thấy đầu của mình như búa bổ, càng nhức càng đau. Và cuối cùng ông ấy cũng đã ngã quỵ xuống bởi vì bệnh đột quỵ ở tuổi cao của mình. Không lâu sau đó, ông lão viết chuyện cũng đã qua đời vì căn bệnh quái ác kia. Tuy nhiên, câu chuyện của ông ấy lan truyền trên internet ngày càng rộng rãi. Nhưng mà thật không ngờ, có một điều vô cùng kỳ bí. Nhân vật của ông ấy đã tạo ra tự dưng xuất hiện trong đời thật, bởi vì rất là nhiều người tương tác và hưởng ứng, khiến cho nhân vật này trở thành một thực thể thật sự ngoài đời. Thật là đáng buồn khi chỉ ra phần 1 mà tác giả của câu chuyện hay đến như vậy đã chết mất tiêu rồi. Nhưng mà không dừng lại ở đó. Một số khán giả sau khi đọc câu chuyện vì quá tiếc cho tác giả nên họ đã quyết định viết thêm. Họ đã tạo thêm năng lực cho nhân vật bí ẩn kia. Họ đã thêm cho nhân vật này những khả năng giống như là có thể phóng ra những xúc tu để có thể tăng thêm khả năng bao quát và rồi cầm nắm những vật xung quanh. Thậm chí một số người còn viết cho nhân vật này với một khả năng có thể đi vào trong tâm lý của con người, đi vào trong suy nghĩ của con người, khống chế con người. Và rồi khả năng có thể biến mất tức thời, đặc biệt hơn làm cho nhân vật này giống như là một vị thần. Từ một nhân vật của một ông già chỉ cao lớn bình thường khác người, nhưng mà bây giờ đã biến thành một vật thể thật sự, trở thành một thứ siêu nhiên kinh khủng. Nhưng mà có một vấn đề, tất cả những khán giả viết tiếp câu chuyện cho tác giả, họ không hề biết rằng sự xuất hiện của nhân vật mà họ đã viết đã tồn tại ngoài đời thực. Tất cả những siêu năng lực mà họ viết thêm cho nhân vật bí ẩn này đều tồn tại cùng với nhân vật này. Và rồi, mọi chuyện vẫn chưa vượt quá tầm tay, cho đến một hôm. Khốn kiếp, tao không có muốn chơi với mày nữa đâu, cái đồ keo kiệt, cái đồ ích kỷ, con trai gì đâu mà ki bo bụng xỉn. Ha, mày tưởng tao muốn chơi với mày hả? Cái đồ con gái tham lam, tao đách thèm chơi nữa đâu, tao sẽ về. Cậu bé này suy nghĩ trong đầu, rất là ghét cô bạn hàng xóm của mình. Và rồi cậu bé này quyết định làm một điều gì đó với cô bạn hàng xóm. Thiệt là tức quá đi, con nhỏ đó không hết thiệt, không có ai từng chị đó thiệt. À, mình không thể nuốt cục tức này. À, Mình nhớ ra rồi. Có một câu chuyện về một nhân vật vô cùng bí ẩn đang hot trên mạng. Mình sẽ viết một câu chuyện để cho nhân vật này trừng trị con bé đó. Không thể làm gì con bé đó, mình lên trên mạng xả sẽ chết cũng được. Cũng như bao nhiêu khán giả khác, cậu bé tiếp tục viết thêm một câu chuyện về nhân vật bí ẩn kia. Nhưng mà cậu bé cũng nghĩ rằng chỉ là cho vui mà thôi, chỉ là tăng thêm phong phú trên mạng và giảm áp lực trong cuộc sống mà thôi. Nhưng mà cậu bé không hề biết rằng những gì cậu bé viết đều trở thành sự thật. Vậy cậu bé đã viết những gì? Chiều ngày hôm đó, sau khi cô bé gái hàng xóm cãi nhau với lại cậu bé, cô bé gái rất là bực. Bởi vì cô bé gái không có bạn nào chơi nên quyết định ra sau nhà chơi dọc cát một mình. Nhưng mà những gì cậu bé kia viết cho cô bé gái dần dần đều trở thành hiện thực. Cô bé gái bắt đầu cúi người xuống để chơi dọc cát, nhổ những cành hoa còng cỏ rất là yêu thích hàng ngày. Một nhân vật đã xuất hiện sau lưng cô bé gái. Cô bé gái cảm giác như có ai vào trong sân vườn nhà mình, liền nhanh chóng đứng dậy và rồi quay lại sau lưng. Hả? Ông là ai? Không kịp nói câu nào, nhân vật này nhanh chóng khống chế bé gái và rồi bóp chết cô bé gái này. Sau đó nhân vật này nhanh chóng biến mất. Và tất cả những gì xảy ra với cô bé gái là toàn bộ câu chuyện của bé trai hàng xóm này viết cho nhân vật bí ẩn kia. Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả quá khích đã viết thêm câu chuyện cho nhân vật này bắt cóc trẻ con một cách kỳ lạ. Mọi trẻ con đều hút vào quả cầu đen của nhân vật này tạo ra và rồi biến mất cùng nhân vật này. Cứ hễ có một câu chuyện về nhân vật bí ẩn này trên internet thì lại xảy ra đời thực y chang như vậy. Và rồi người dân vô cùng hoang mang. Và những sự thật này cũng lọt vào tai của tổ chức bí ẩn SCP khi họ phát hiện được một câu chuyện tố về nhân vật này đang chuẩn bị lấy mạng của những người già neo đơn ở một góc phố. SCP nhanh chóng lập tức tới đó. Tất nhiên tổ chức SCP cũng không quên đặt mã hiệu cho thực thể bí ẩn đó, SCP-582. Các nhân viên cấp độ D của tổ chức SCP nhanh chóng ập tới hiện trường, nơi đã mô tả theo câu chuyện viết trên mạng. Họ nhanh chóng di chuyển tới. Nhưng mà thật không ngờ, tất cả những người già neo đơn tại khu vực này đều chết sạch. Dường như các nhân viên đến từ tổ chức SCP này đã tới đây quá chậm. Nhân vật bí ẩn SCP-582 cũng đã giết chết họ rồi. Nhưng mà khoan, có một cái thứ gì đó, một cái lỗ hổng không gian. Và rồi một nhân viên cấp độ D đã quyết định đi vào cái lỗ hổng không gian đó. Trước khi đi, anh ấy cũng đã dặn tất cả các nhân viên còn lại nhanh chóng khám sát hiện trường và nghiên cứu thu thập chứng cứ để báo về tổ chức. Nhân viên hy sinh này nhanh chóng chui vào cái lỗ hổng đó. Anh ấy cũng không quên lắp camera trong người của mình. Thì đột nhiên anh ấy lại xuất hiện ở một nơi rất xa cái chỗ hồi nãy. Là một hang động chăng? Anh ấy nhanh chóng chui vào trong hang động. Nhân viên cấp độ D này vừa đi vào bên trong đã thấy được rất là nhiều trẻ con. What? Anh ấy chợt nhớ ra rồi. Mấy ngày trước đã có một câu chuyện nhân vật bí ẩn mang số hiệu SCP-582 được lan truyền trên mạng. Không ngờ nó lại thành sự thật. Chắc chắn là những đứa nhỏ này là nạn nhân trong câu chuyện đó đây. Trời ơi, không thể tin được. Nhưng mà đột nhiên lúc này giữa cái hồ nước lớn, SCP-582 lại xuất hiện. Và rồi hắn đã làm một thứ gì đó lên người của chàng trai cấp độ D đến từ tổ chức SCP kia, khiến cho chàng trai hoàn toàn biến mất. Camera của người chàng trai không thể nào ghi ảnh được nhân vật bí ẩn này. Nhân vật bí ẩn SCP-582 này luôn là một thực thể bí ẩn. Tổ chức SCP không hề biết rõ về nhân vật này. Rồi, có lẽ như câu chuyện của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.